Sư Nguyễn Văn Miến, một lần nữa Thanh Trúc xin được chào đón quý vị đến với studio của Đài Á Châu Tự Do hôm nay. Dạ, chào cô Thanh Trúc và chào quý vị. Chào Thanh Trúc, chào quý vị. Nhân dịp đặc biệt này thì đài của chúng tôi cũng mong được thấy rằng là sự hiện diện của quý vị ở studio của Đài Á Châu Tự Do hôm nay để quý vị xác nhận lại cùng với chúng tôi rằng là quý vị đang ở trên đất Mỹ và đang ở ngay Đài Á Châu Tự Do của chúng tôi. Thay vì như là quý vị đã đến đây vào ngày 16 tháng 6 vừa qua, thay vì như là một cái bản tin mà trong cái buổi họp báo ở bên Việt Nam đó, và sau đó được dẫn tin lại, các báo dẫn tin lại rằng là những hình ảnh và những tin tức mà quý vị đưa ra đó đều là những cái hình ảnh và những tin tức không có thật, tức là cắt ghép từ những hình ảnh cũ. Quý vị xác nhận như thế nào ạ? Tôi xác nhận được là chúng tôi đang ở vùng Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ. Và cái ảnh mà hôm chúng tôi chụp ở phi trường vào ngày 16 tây tháng 6, đó là ảnh thật chụp tại phi trường Dallas. Dạ, tôi cũng đã đến Hoa Kỳ vào ngày 16 tháng 6. Và cái tấm hình chụp mà công an Long An cho rằng lắp ghép, đó là một tấm hình, một cái poster dán tại sân bay. Dạ vâng, kính thưa quý vị, thực ra thì có ba vị luật sư đã rời Việt Nam và đến được đất Hoa Kỳ này. Vị luật sư thứ ba là luật sư Đào Kim Lân, thì chúng tôi chưa có thể mời được ông, nhưng mà hôm nay thì đã có hai vị ở đây. Thì Thanh Trúc xin hỏi là quý vị có thể một cách cụ thể để trình bày cho mọi người biết là cái lý do mà quý vị, mình có thể dùng cái chữ gọi là tạm lánh khỏi Việt Nam để đi ra một nước khác, nó như thế nào? Xin quý vị trình bày cho chúng tôi biết. Xin thưa với cô Thanh Trúc thế này, chúng tôi có một số tạm gọi là dự án tại Hoa Kỳ, và thật ra là chúng tôi có mặt ở đây để thực hiện chúng. Đơn giản chỉ là vậy thôi ạ. Dạ vâng, và luật sư Nguyễn Văn Miến, dạ thưa ông. Thực ra thì tôi xác nhận là có một cái việc truy tìm của cơ quan Long An đối với chúng tôi. Mà việc chúng tôi thi hành cái chức phận của luật sư của chúng tôi là hợp pháp. Việc mà cơ quan Long An truy tìm chúng tôi là không có quy định trong pháp luật. Và chúng tôi thấy cần phải lánh đi một thời gian để tránh cái sự truy tìm đó. Hy vọng là sau này thực tế nó sẽ thay đổi và chúng tôi sẽ tiếp tục cái công việc của chúng tôi. Dạ vâng, quý vị đang bảo vệ pháp lý cho một cái vụ án liên quan đến tỉnh Thất Bồng Lai mà bây giờ người ta gọi là Thiền Am bên bờ vũ trụ đó. Thì đang trong quá trình điều tra và đang trong quá trình để mà truy tố mọi sự thì là quý vị lại bị truy tìm. Thì xin quý vị cho chúng tôi biết là cái chuyện truy tìm đó có đúng hay không? Thật ra thì như đồng nghiệp chúng tôi cũng vừa nói, cái việc mà truy tìm của cơ quan điều tra của tỉnh Long An, tôi có thể khẳng định được ngay, đây là một việc làm không có hợp pháp. Dạ. Trên căn bản, bộ luật tố tụng hình sự, đó là cái bộ luật mà nó mang ý nghĩa rằng là chi phối tất cả mọi cái hoạt động của cơ quan công an đối với chúng tôi, thì phải dựa theo cái bộ luật này. Trong bộ luật này nó không hề có khái niệm truy tìm, do vậy là cái việc mà họ truy tìm chúng tôi là nó không có cơ sở pháp lý. Và cái việc truy tìm đó, nhiều người họ nghe thấy và họ nói rằng là truy tìm gì mà giống như một lệnh truy nã, bởi vì toàn bộ hệ thống truyền thông của nhà nước cùng các địa phương mà chúng tôi cư trú đều dán cái lệnh gọi là truy tìm, khiến chúng tôi là hoàn toàn không thể nào tiếp tục cái công việc của chúng tôi tại Việt Nam được trong thời điểm đó. Dạ vâng, ngoài ra đó thì là phía bên công an Long An còn có nói rằng là quý vị luật sư này có thể là vi phạm cái điều 331 bộ luật hình sự, mà đây là một cái điều mà được bị nhiều cái tổ chức nhân quyền cũng như những tổ chức pháp lý ở trên thế giới cho không có đúng
vô lý. Như vậy thì ý kiến của quý vị như thế nào? Tôi cho rằng là việc các tổ chức nhân quyền của quốc tế nhận xét về cái điều luật 331 như vậy là hoàn toàn xác đáng. Trong bộ luật hình sự Việt Nam hiện hành thì không chỉ có điều 331, mà bên cạnh đó nó có một điều khoản khác là điều 117. Thế thì hai điều luật này nó đều mang cái ý nghĩa là nó chế tài những cái phát ngôn của người dân, và cho rằng những cái phát ngôn đó nó xâm phạm đến cơ quan nhà nước, tổ chức hoặc là cá nhân. Bên cạnh đó thì hiến pháp của chính Việt Nam cũng quy định về cái quyền được tự do ngôn luận, tự do biểu đạt cái chính kiến của mình. Thế thì hai cái điều luật mà chúng tôi vừa mới kể thật ra nó gần như nó phủ nhận hoàn toàn ý nghĩa của hiến pháp. Vì vậy cho nên là có lý do khi các tổ chức quốc tế họ lên án hai cái điều luật này. Và chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi trong quá trình hành nghề của mình thì chúng tôi vẫn thường xuyên kiến nghị với lại tòa án. Và qua đó thì để yêu cầu quốc hội xem xét là hai điều luật này. Và nếu có thể thì nên hủy bỏ hai điều luật này trong bộ luật hình sự. Bởi vì cái điều đó nó đi ngược với hiến pháp. Và đi ngược với lại cái sự hiểu biết chung của thế giới về cái quyền được tự do ngôn luận, tự do biểu đạt chính kiến. Xin phép. Cái điều 331 và điều 117 nó đã mâu thuẫn với lại cái hiệp ước, công ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết, cụ thể là công ước về các quyền tự do về dân sự và chính trị mà Việt Nam đã ký kết, trong đó có quyền tự do biểu đạt. Và cái điều 117 cũng như điều 331, chúng tôi tất cả các phiên tòa đều trình bày rằng là điều đó rất là mơ hồ, bởi vì là chỉ dùng cái lời nói để mà kết tội những người khác. Khi mà cái quyền và lợi ích của cá nhân và cái quyền lợi của nhà nước, quyền lợi của nhà nước thì nó vô cùng, bởi vì nếu nhà nước thấy là cái điều đó là xâm phạm quyền lợi thì lập tức là họ mở ra một cái chuyên án và họ sẽ truy tố những cá nhân có lời phát biểu vi phạm theo điều 331.